Cái gì đấy? Mày nhìn cái gì đấy? Uầy. Mày nhìn gì đấy? Em ơi. Ê. Mày nhìn cái gì? Ôi, trời, trời. Ôi. Chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay thì mình cùng với thằng em lại đi tiếp tục khám phá cái ngôi nhà hoang này. Thì hôm nay thì anh em chúng tôi là phát hiện cái ngôi nhà hoang này ở trong một cái khu làng khá đặc biệt. Thì dân làng ở đây kể rằng là cái ngôi nhà hoang này nó khá là kinh dị. Nó bỏ hoang từ năm 1992 các bạn ạ. Nói chung là mình cũng chưa biết ngôi nhà như thế nào, thì thấy là bên trong ngôi nhà này rất là hoang vu và hoang tàn luôn. Thì cái ngôi nhà này rất là rùng rợn các bạn ạ. Các bạn có biết không, cái ngôi bây giờ hiện tại anh em chúng tôi này đang đứng ở những cây cốc chuối này, giờ rất cũng rất là tùm nữa nha ạ. Bầu trời bây giờ cũng là sắp là dần tối rồi. Đấy, thằng em nó đang tìm cách để nó vượt qua cái bờ tường này. Bờ tường khá là cao anh em ạ. Đấy. Ngôi nhà rất là sợ luôn đấy. Giờ nó ngăn cách một cái bờ tường này rất là sợ luôn. Hình như nói cái ngôi nhà này là cái ông nó là ông uống rượu đấy. Ông uống rượu rồi ông chết như đằng sau cái cây gì đấy em nhỉ? Đúng không? Thế các bác kể đó thì là sợ đúng không? Nó sợ luôn. Đây anh em này, anh em đang chuẩn bị bước vào nhà thì bây giờ nó vượt qua cái bờ tường này khá là nguy hiểm. Bờ tường này nó rất là lở, rất là khó khăn con. Có cái gì ăn không em? À, hỏi chú ý nguồn đấy. Bây giờ là cách nào đây anh em mình lên như này? Đấy, chèo, em đã kéo cái này xuống này, bây giờ anh em chèo qua. À, rất là mình chèo qua đường cái đường cây chuối này đó hả? Chứ thì chèo thôi, sợ quái gì? Anh phải không? Ăn đi, nguồn đấy, làm miếng đi. Anh em này nó kỹ năng sinh tồn, nó kiếm cái gì nó bỏ bụng nhờ ạ. Đi khám phá có cái gì, vớt được cái gì mình kiếm ăn luôn cái đấy nhờ ạ. Rất là nguồn luôn, tuyệt vời. Cứ phải có năng lượng mê cái khám phá này kia. Đúng rồi, cái này hay thế. Nguồn đấy, cái này cho muối nguồn nhờ. Cái gì mới cho muối nhờ, ngã đường hết, nguồn hết. Ăn nguồn gì. Ăn đi. Anh em à? Ăn đi. Còn miếng nhiều cho thằng em. Quá nguồn luôn. Bây giờ mình như theo kế hoạch với thằng em, bây giờ là nó đã sử dụng một cái kỹ năng sinh tồn, nó là bây giờ vật ba cái chuối để xuống anh em ạ. Đến mới chào được qua cái bờ tường. Có chào đâu anh em? Chào thử coi ấy, chắc chào được. Chào thử luôn. Kỹ năng sinh tồn à? Bay nhờ. Bay. Quay cái sọt hàng. Cẩn thận nha. Ui giời ơi, cẩn thận. Trơn. Quá đỉnh luôn em ạ. Quá tuyệt rồi. Ngon luôn em ơi. Là có thuật nè. Đây là kỹ năng sinh tồn thượng thừa của thằng em. Có hay. lại đúng rồi. Bây giờ mình thực hiện với thực hiện bằng được thôi. Hay thế. Kỹ năng sinh tồn. Thằng em nó đang sáng kín làm cái trò trèo chuối qua bờ tường. Hay thế. Không nào vô được em. Bây giờ vô không nào. Mất hướng rồi. Lỗ này đúng không? Chưa rõ à? Ấy thôi đi, vào đi. Cẩn thận nhá. Cái đang sinh tồn. Cẩn thận nhá. Anh em thấy không? Anh em tôi là cái cụt à? Đi ra ngoài quá. Quay lại, quay lại. Cụt rồi. Hay. Ui, sao bằng 1992 nhỉ? Đúng không? Đúng không? Ủa, sầu quá bạn. Sợ nhờ. Rồi, chỗ này chỉ có chết thì các bạn có cái đèn chiếu cạn. Cái ngôi nhà này thì mình như các bạn kể biết, không biết là anh em chúng tôi có nên vào hay không. Thì đây là một cái ngôi nhà rất là kinh dị. Nhà có hai vợ chồng thì không có quân, nhưng mà ông nó uống rượu nhiều đấy, sau bắt đầu ông chết trong một cái gốc cây rất là sợ. Đi đâu vậy? Đứng đấy à? Ui, sợ nhỉ? Hả? Ui, hay sợ nhỉ? Cây cối cực kỳ ông sợ nhỉ? Này kiếm đồ cổ đấy, các bạn nhá. Nhà mình rất là. Kiếm đồ cổ là thực ra là hết luôn đấy các bạn. Rất là đồ nhỏ bình, các bạn. Nhiều mà. Sợ lắm, các bạn. Ôm trùng. Sợ nhá. Cây rừng các bạn. Kinh. Các bạn em nhá. Ui trời rừng này, cây cối này. Anh em nhìn thấy này, rất là nhiều cây cối bám này, sợ. Kinh. Nhà này chắc bảy vòng. Lâu đấy. 30 năm. Đúng đấy, 92 thì năm gì đó 92 thì chắc là năm nay thì hai mấy năm. Nó rất là sợ luôn. Đây mọi người nhé.
Anh chúng tôi đang men theo đường sau nhà, đường trước kia là bị rào. Tức là chắc chắn anh em không thể đi qua được, anh em phải quyết định đi qua đường này. Có đường nào? Ủa đây cứ cái đây, bên này là cái nhà gì đây? Nhà gì? Nhà gì? Nhà vệ sinh người ta. À vệ sinh. Có cây gì ăn không? Cẩn thận nhá. Có ông chết chỗ nào? Cái nhà là con đứa. Sợ nhỉ? Ghê nhỉ? Sợ. Em có sợ không? Đá cho quần. Sợ đá cho quần, anh ở giữa, anh đá mẹ ra quần. Sợ ghê. Cẩn thận nhá. Trời ơi các bạn ơi. Cái nhà này mà đốt thì cháy nhanh lắm này. Có nhà đi không? Anh tìm được này đi. Anh có đường hả? Đây, bên. Ui ôi. Đây là chắc là cái nhà bếp của người ta. Nguồn này. Đã sắt vụn đã được nhiều tiền này. Thì lấy mẹ nhờ. Nguồn đi nhờ. Lấy mẹ đi nhờ. Lấy không? Lấy luôn nhá. Thì kia khách nó về luôn đúng không? Ừ. Về luôn nhá. Ừ. Thì là kia lấy không? Ui. Cái siêu đây. Ui. Đây. Ui. Ui. Trong cái gì ạ? Anh ơi. Thì làm hớp có chết không? Làm hớp nhờ. Ờ. Khi anh làm hớp nhá. Anh để đây đã. Tí hớp hớp. Thế này. Anh nghĩ là bình rượu nó có ông này chưa là ông chết. Có tem các bạn. Có tem đàng hoàng, ông chết. Đây, ông chết ông để lại có rượu. Rượu này chắc là cũng phải 30 năm rồi. Từ gần Tết mày mang về mình uống nhờ. Mua đúng không? Để đây à, tí nữa uống. Thay uống tí nhờ. Làm hớt đi. Hớt nhờ. Chêu. Anh đứng ra ngoài có thế nào nhờ. Úi dồi ôi. Có mùi nhờ quá. Mùi gì? Nồng lắm. Lấy một quay. Nồng cực. Thôi, cái đường đùa chết tòi. Này, anh nói cho tôi để cái tí nữa uống nhờ. Để uống vào chết toi em không vác xác được về đâu. Cái gì đây? Cái này là giống như bình, cái bình gì nữa. Quái lắm. Bỏ đây đây đó anh chụp được. Nhà gì mà đập nắp. Cái gì á? Hứa ăn luôn này. Đi ăn luôn. Ăn luôn. Ấy rồi nó bắt luôn là góc nhà. Không á. Kì. Này sợ cố này. Sợ vãi chứ. Không sợ không? Đái mẹ ra quần. Anh cũng vậy. Đái mẹ ra quần rồi. Thì tiếp tục đi khám đái rồi. Sợ vãi đái. Napoleon ngon nhờ. Hôm nay nhà mình vỡ được ngon rồi. Ngôi nhà này có vẻ là cũng hoàng sơ tạm. Hoàng sơ lắm. Hoàng sơ. Thực chất là hoàng sơ luôn đúng không em? Sợ nhờ. Có vẻ là ông chết đau khổ lắm. Ngôi, sợ lắm. Trong nhà rất là nhiều bát hương luôn nhá. Sợ nhờ. Bát hương rất nhiều. Bàn thờ. Bàn thờ không. Trong là có bộ. Bộ này chắc là từ thời nào. Rất sợ luôn ạ. Chăn màn rất là khổ đúng không? Nó dùng tốt nhỉ, nguồn nhỉ. Cái nhà về dùng chặt. Ngôi nhà này rất là sợ hãi đấy anh nhá. Ngôi nhà đâu, nhà ông chết trong cái tình huống là say rượu chết. Ôi, chết. Đó như tao nào, tao không này ông ngủ thế này. Chắc kinh rồi. Lúc tao ngủ chết ông nằm đây. Nằm đấy á? Ừ. Ui sợ nhỉ. Lúc ông chết ông nằm đây, nhà dân làng nói á. Ừ. Là nằm đây chết này. Chết sợ. Tao không biết, đến lúc chết thối giữa vài ngày rồi đi và có người đến. Ừ, biết, phát hiện được sợ kinh ghê đúng. Nhà cũng rất là tối này. Sợ. Ui giời ơi, có cái hiệu gì này? Để tìm đi. Để tìm đúng không? Kiểu như là người nam người nữ đấy nhở. Ừ. Sợ nhở.
Đây, trái tim này các bạn. Anh nghe nói là cái ngôi nhà này rất là dùng mình. Anh trái tim này chắc là người ta giống kiểu như là nam nữ yêu nhau ấy, rồi bị bỏ. Đúng rồi. Người yêu đá. Ừ. Rồi đây gây đến nên uống rượu. Uống rượu. Say chết. Rồi. Sợ như này. Sợ nhờ. Em có sợ không? Cái gì? Không sợ à? Trong này cảm giác không có một cái tò man rất. Ui, chai rượu anh. Chai rượu à? Chai rượu quý của ông này. Nhưng nãy ngày kia anh có thấy một chai rượu mà. Ông đúng nhờ? Ừ. Chai rượu ngoài kia sao vào đây được rồi? Chắc là anh ấy ông có hai chai sao? Không, cái chai này giống như chai kia. Ồ, giống à? Tôi thấy nó không hảo. Thôi em, thôi em đừng đụng một chai gì nhá. Em đừng đụng một nhá. Chết đừng đụng cái gì? Tuyệt đối đừng đụng cái gì trong này nhá. Chai rượu này giống kiểu như là đúng có rồi. Ai cầm vào chứ lúc nãy mình anh em mình thấy ngoài kia đúng không? Ờ đúng rồi. Trong nhà này anh em nhá, rất là sợ hãi luôn. Thì như thông tin mọi người là ở đây rất là sợ, cho nên là anh em chúng tôi cũng rất là cẩn thận. Vô ngôi nhà này rất là rùng mình luôn. Đây, anh em nhìn thấy là rất là sợ luôn. Chăn màn rồi các kiểu rất là sợ luôn ngôi nhà. Rất sợ. Em ơi. Em. Đi đâu rồi? Đừng đụng cái gì đấy nhá. Cái gì đấy em ơi? Cái gì đấy? Mày nhìn cái gì đấy? Uầy. Mày nhìn gì đấy? Em ơi. Ê. Mày nhìn cái gì? Ôi, em ơi. Em sao đây? Ôi ôi, em ơi. Anh đã bảo được. Trời ơi, mày sao thế này? Người lại ngắt thế này. Ôi trời ơi, em ơi. Trời ơi, ai làm sao tao bảo. Đừng có đụng một cái đồ, cái thứ này. Ai gì, cái... Mọi người đừng có hành hạ em tôi nhá. Chắc mày biện sao đấy, mày trung vô à? Em hòa nhập. Ôi mày sao thế này? Ôi trời ơi, sao mọi người lại ngắt thế này? Em ơi, chạy đi. Mày làm sao đây? Ui. Ôi trời ơi. Mày làm sao đây? Ôi thằng đi. Ôi bà quên ơi, hắn bị bán nhập của quá. Ôi làm sao đây? Ôi mày làm sao đây? Này mày bị sao ấy, mày đùa tao à? Này, đây không phải không biết gì đâu, đứng lại đi vui. Mày làm sao ấy, ôi trời mệt mẹ thằng này. Mày nằm ở đây hay thế nhở? Ê, ôi mày thằng nào? Ôi mày thằng này bị điên, mày ma nhập mẹ rồi. Mày thằng nào? Bố mày đây. Ôi thằng này. Bố mày là thằng nào? Ôi đây bố mày đây. Mày bố gì vậy? Ôi mẹ rồi. Ôi mày bị điên mẹ rồi. Mày lác à? Ôi tại đi đã. Lác cái gì? Ôi bà quên rồi. Bố mày. Ôi ôi tao làm chi mày? Mày đừng có gạt máu tao phải không? Tao không gạt mày đâu. Này. Thằng kia. Mày thằng nào? Bố mày đây. Bố mày là thằng nào? Ôi trời thằng này. Mày cứ chỉ một đường, mày đi một đường á. Ôi thằng điên rồi. Ôi ổ chết mẹ rồi. Ôi mẹ điên mẹ rồi. Ui thằng này. Mày định vào nhà tao ăn cướp cái gì? Tao ăn cướp cái đéo, trong nhà mày có cái đéo mày ăn cướp. Thằng này. Nhà tao nhà lầu trời hơi thế mà mày bảo. Lầu đéo mấy, mấy cái đông rác này mà nhà lầu thằng mày điên mẹ. Em ơi. À nhà này mày em. Nhà lầu trời hơi nhà tao đây mày lại được cái gì mày đấy. Ôi tôi cứ thằng đi. Mày có nhận ra không? Ui trời ơi. Không. Ôi thằng đi thằng mày điên mẹ rồi. Mày là thằng nào? Mày có nhiều vậy? Mày nhiều chiều. Mày có nhiều chiều. Mày đâu rồi? Này đúng bị mang nhập mẹ ăn rồi. Mày đâu rồi? Nhập mẹ ăn rồi. Mày chạy đi. Mày chạy đâu? Bố mình. Mẹ. Mày thằng nào? Cút. Mày đi làm gì đi ăn tao đâu rồi? Con hồn. Tránh nha. Mày đâu? Mày đâu? Thằng này. Nãy giờ mày trong nhà mày nhà tao đúng không? Trời ơi, mày. Mày muốn chết mẹ đúng không? Mày, bố ra ngay, bố ra, tao mày chết. Bố ra. Bố ra. À, bố ra. À thôi. Em ơi, chết rồi. Trời ơi. Người lại ngắt thế này. Em ơi. Em. Hả? Em mày làm cái gì à? Nãy giờ mày không biết gì à? Ôi chơi em này làm đấy. Chết mẹ. Tao máu thì nói bao nhiêu lần rồi. Cái gì á? Thôi đi về đi. Đi về nói xong. Thôi đi về đi. Cái gì á? Mình đi, ok, khám phá đi. Chỉ đâu mà mấy cái này là ngặt trời chán. Đây, bên này cũng có cái gì nè. Thôi về đi ông ơi. Hả? Nhà nó sợ lắm. Về đi. Cái gì đâu, đi chơi, cứ làm đến đây, bên này có cái này. Ôi, về đi. Nhà mình em ạ. Về đi ông ơi, ôi về đi ông ơi, không chơi đấy ông ơi. Sao, có việc gì đâu. Tính của...